Trước khi bắt đầu video thì mình muốn giới thiệu với các bạn một ứng dụng giúp tăng tốc điện thoại và dọn dẹp rác rất là hữu ích, đó chính là Knox Security. Và đây mình sẽ tìm nó trên cửa hàng ứng dụng, và các bạn cũng có thể nhấp vào đường link mình đặt dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận nha. Và đây là ứng dụng giúp chúng ta có thể dọn rác nè, quét virus rất là hiệu quả luôn. Và bên trong ứng dụng thì chúng ta sẽ thấy giao diện rất là đẹp mắt, và đặc trưng của ứng dụng là chức năng đó chính là dọn dẹp, giúp chúng ta có thể quét được virus nè. Ok, giờ mình sẽ quét thử một cái nhá. Đó, và ở đây thì mình không thấy con virus nào. Kế tiếp đó là một tính năng rất là hay, đó chính là chặn thông báo ấy. Khi mà các bạn chơi game ấy thì có những thông báo từ Facebook này hoặc là những ứng dụng khác ấy nó hiện lên sẽ gây giật lag đúng không? Ở đây các bạn chỉ cần nhấn vào kích hoạt ngay và cấp quyền cho nó thì chúng ta đã có thể tắt được hoàn toàn những cái thông báo từ cái ứng dụng khác rồi, rất là hữu ích luôn. Đây mình tắt một lần, tắt hết luôn nhá. Đó, tắt hết luôn, vậy là không sợ nó thông báo và làm phiền mình nữa. Và một tính năng rất là hữu ích khác đó chính là dọn dẹp rác ấy. Những cái rác trong điện thoại sẽ khiến cho máy chạy rất là chậm luôn. Và khi chúng ta có ứng dụng Knox Security thì chỉ cần cấp quyền cho nó một cái là chúng ta đã có thể dọn dẹp rác rồi. Và những cái rác này sau khi xử lý thì giúp điện thoại chúng ta sẽ chạy mượt mà hơn, nhanh hơn nè, và không còn hiện tượng giật lag luôn. Rồi, giờ mình sẽ cấp quyền lên và đợi cho nó dọn dẹp rác một cái nha. Tên đèn, đó, mình đã dọn dẹp xong rồi. Nhân dịp ngày lễ 2 tháng 9 thì Knox Security còn có chương trình rút thăm trúng thưởng. Các bạn chỉ cần đăng nhập vào mỗi ngày ấy hoặc là chia sẻ để nhận thêm lượt quay. Và mỗi lượt quay thì các bạn có cơ hội nhận được những cái thẻ cào điện thoại này, thẻ cào game, những viên kim cương trong RAM Refine này, hoặc là một cái chiếc điện thoại Vivo V15 rất là hấp dẫn luôn. Các bạn còn chần chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng này về để sử dụng cũng như là có cơ hội nhận được những phần thưởng hấp dẫn trong chương trình sắp tới nhé. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Và mình là Lộc Sutoki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Headset nha. Trong thời gian giữa hai tập thì mình có sửa lại bộ giáp Thiếp Hút nè. Giờ thì mình sẽ trang bị vào và cũng như chế tạo thêm một cái cây Electric Staff nữa để mình có thể khám phá dễ dàng hơn nha. Đầu tiên thì mình cần phải chuẩn bị những cái Magic Essence này. Kế tiếp cần thêm que nè. Và ôi, que mình có rồi. Và cần thêm kim cương nữa. Đây, mình có một kim cương. Sau đó mình sẽ cho vào bàn chế tạo. Đặt như vậy. Đó, là mình được một cái cây step. Ui ui. 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 Ui, sự skeleton thứ dữ rồi. Ở nhà chế tạo đồ cũng không yên nữa. Rồi, dập đút. Ui, nó nổ banh chỗ này luôn chứ. Rồi, nó nổ hư cái trụ của mình rồi. À, đây, 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 mình sẽ đặt lại. Ui, nó nổ. Mới vào đã bị con skeleton bắn nổ luôn cái trụ của cái căn cứ rồi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu bỏ vào đây nè. Và cho vào một cái quên còn thiếu. Mình còn thiếu một cái electric essence nữa. Đây, electric essence đây. Và mình sẽ đặt hai cái này cạnh nhau. Và ta-da, mình đã được một cái cây electric step rồi. Giờ thì mình sẽ sử dụng cái bàn phù phép này để mình có thể cho nó cái dòng không bị phá vỡ nha. Enchant một cái. Đó, mình chỉ cần đúng cái dòng này thôi. Và mình sẽ cắt cái nón này vào coi. Cắt cái nón này vào. Rồi, hiện tại thì cái set này á, mình chỉ còn thiếu đúng cái ủng thôi. Và hiện tại thì trời cũng đang ban đêm nè. Chắc bây giờ mình sẽ đi luôn đi. Đầu tiên thì mình sẽ qua cái chỗ spawn mình trước. Tại vì chỗ spawn mình á, nó khá là gần cái vùng biển. Đó, và từ đây thì mình sẽ bắt đầu đi nha. Đi trong màn đêm luôn. Có cái set đồ này thì mình có được thêm cái hiệu ứng nhìn trong bóng đêm nữa. Và đằng kia có một cái thuyền của cướp biển nhỏ kìa. Và cái cổng này chắc một xíu nữa mình đi khám phá biển xong ấy thì mình mới về và chui vào mấy cái cánh cổng này nha. Giờ chưa khám phá biển nên chưa có dám vào. Sợ vào chưa kịp khám phá biển ấy là ngợm ấy. Rồi, mình sẽ đi về hướng bên đây một xíu. Mình sẽ sử dụng cây gậy đi. Gậy mình còn một xíu độ bền nè, bay quăng bển luôn. Đó. Ồ. Ở đây có những cái cây hoa anh đào hay sao nè. Để mình chặt thử. Có cái rìu. Chặt một cái, phải hoa anh đào không nhá? Sakura đúng rồi, hoa anh đào. Wow, được được á. Rồi, vào bên đây nó có một cái tòa thành. Ở trên kia có boss nữa. Và đây là có một cáo nè. Cáo trong headset á, nó khá là dạng ấy. Và chạy cũng không có nhanh bằng cáo trong Minecraft Vanilla các bạn ơi. Wow, và nhìn cũng khá là dễ thương nữa. Ôi, mà bé tẹo à. Không biết cáo đã ăn gì nữa ta. Phải mà mình biết thức ăn nó ấy, thì mình sẽ kiểu như là thuần phục và mang về nhà nuôi luôn. Ủa, đây có hai bé cáo nè. Có ăn thịt không? Để coi có ăn thịt không nha. Ui, cáo không có ăn thịt, không biết cáo ăn gì nữa. Ui, đây có vùng băng nữa nè. Ui, cái cây gì ngộ vậy?
Chưa 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 chưa, mình thấy cái cây gì ngộ lắm. Chưa, để mình kiểm tra coi. Rien. Ui ui, người cây, người cây, người cây. Ui ui. Ui, người cây. Ui, người cây không cho mình gì hết trơn á. Ui, con skeleton này dám dám bắn lén mình hả? Rồi, giờ thì đi tiếp về hướng bên đây nhá. Thường thường gần biển thì nó sẽ có những cái tàu hải tặc ấy. Nhưng mà nãy giờ đi con ui con ui skeleton. Con này không phải skeleton. Ui, con này có vẻ nhanh nè, để mình tiêu diệt thử. Ui, và khá là trâu, 100 mấy máu luôn. Wow wow wow, gặp quái thứ dữ rồi. Mình sẽ bay lại đánh cận chiến với nó luôn. Wow, nó khỏe lắm, nó khỏe lắm. Và nó cầm cái cây giống như là cây của tử thần vậy á. Oh, còn trò thuốc nữa. Ui ui ui, ui mất tiêu rồi. Ủa đâu rồi? Ui, nó còn chịu hồi ra những cái con nhện độc nữa. Ui, mình nghe tiếng cái gì kìa. Ủa, tiếng gì nổ bên đây vậy? Mình mới nghe tiếng gì nổ á. Cảm giác như có cái gì đó vừa mới rơi xuống các bạn ơi. Mới rơi xuống nghe cái bùm luôn. Chưa chưa, để mình bay lên đọt cây coi. Ủa, nè nè, nghe tiếng nè. Ủa, cái gì vậy? Ủa, kiểu như thiên thạch hay là cái gì á mới rơi xuống các bạn ơi. Mình đang quánh thì mình nghe tiếng cái gì rớt xuống cái bùm. Mất tiêu dấu rồi. Thôi kệ đi, thôi kệ. Ui, mấy cái quả trứng đánh. Cái kiếm mình đánh rơi ra mấy cái quả trứng spawn ấy. Vào bên đây coi. Dạ, wow 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 wow, mới vô đã gặp được quái thứ dữ rồi. Rồi đi tiếp về hướng cái ngọn núi tuyết này coi. Wow, giờ mình mới biết là bên đây có cái ngọn núi tuyết bự như vậy ấy. Để mình xem bản đồ nào. Trên bản đồ thì vẫn chưa gặp được cái thuyền cướp biển nào bự hết. Và không biết trong vùng này thì có boss không ta. Đây có một tát nước. Ui da. À, một con zombie kìa. Zombie à. Thuộc hèm nó chơi các bạn ơi. Ui, ui, đây có creeper nữa nè. Creeper. Ui da. Đằng kia có những cái tàn tích ở dưới nước nữa. Nhưng mà cái đó chỉ là những cái cục đá thôi ấy. Không có cái gì ở dưới hết trơn. Mình có kiểu như là đi ngang 2-3 lần rồi ấy. Và có chim cánh cụt nữa kìa. Ui, Enderman. Thôi, không chơi với mấy anh Enderman đâu. Rồi, đi tiếp hướng bên đây. Đó. Ui, đây còn có kim tự tháp nữa. Ở trước kim tự tháp có mấy cái con xác ướp kìa. Xác ướp mà mình sẽ tiêu diệt mấy con xác ướp trước. Ui giời, bắn hộp. Ui, cao một xíu nữa. Đó, một hit, một là ngõm nè, nè. Cung dởm mà dám bắn với cung của mình. Ui, và đây có làng luôn. Ở đây có làng nữa nè. Ui, và anh Enderman làm gì đây? Hello anh Enderman. Ảnh chôm cát cũng anh dân làng nè. Ui, đây có anh dân làng đang đập sáp. Bên đây coi, cái làng này bé tẹo hả? Bên đây có hai anh nữa, vậy là làng này được 4 anh. 5 anh luôn, 6 anh luôn, cũng đông ấy. Ui ui, cái nhà này như có rương thì phải. Kìa, có rương kìa. Và đây là những cái rương chế tạo đồ tiên cơ hay sao ấy. Ui, mở cửa ra. Không mở cửa, tôi đi đường này vô thôi chứ sao giờ. Rồi, trả lại cho ảnh. Để coi coi. Được những cái món này mình không có tìm hiểu sâu về tiên cơ ấy. Thành ra mình cũng không có nhặt đâu. Coi trên coi còn rương không. Ở trên cũng không luôn. Ố, có nhà thợ rèn nè. Kiểm tra. Rồi, bắt thợ rèn có nhà. Ui, có cây nấm nữa. Cây nấm mà cho cái em đá phát sáng và có sắt. Mình sẽ lấy sắt nha. Còn giáp sắt thì để lại cho mấy anh dân làng đi. Rồi, giờ đi tiếp về hướng biển thôi. Ở đây có cái kim tự tháp mà dạng nhỏ à. Ui, con gì á. Ui, như con này là con mèo xác ướp thì phải. Hình như con đó là con mèo xác ướp á. Đằng kia có những cái cục đá. Để mình kiểm tra coi cái kim tự tháp nhỏ này có gì bên trong nha. Kim tự tháp nhỏ bên trong không có gì hết trơn á, chỉ toàn là cát không à. Vậy là nó dụ mình rồi. Thôi, bỏ, không ở đây nữa. Rồi, bật map lên. Và đây nó có mấy cái công trình gì. Ui. Ở đây có một cái tàu cướp biển nè. Vậy, mình thấy tàu cướp biển rồi. Ok, đi thôi, giờ bay ra ngoài nha. Phiêu. Wow. Nó bự chưa kìa.
Ripper hả? Rồi, giờ mình sẽ cất bớt đồ vô cái backpack này đi. Đồ mình có mắc nét không? Đồ mình không có mắc nét các bạn ơi, nên mình có thể vứt ra ngoài ấy. Vứt, vứt, vứt. Đó, vứt ra để có thêm slot chứ giờ mình đầy đồ trong người rồi. Sắp lên vứt hết. Đó. Ui, được cái mảnh vỡ nữa nè. Vứt. Rồi, đi xuống dưới thôi. Không biết ở đây có boss không nữa. Ui. Pirate Captain. Cái này ông này là ông thuyền trưởng nè. Ui. Ui, ông móc kiếm ra rồi, mình lỡ chụp giận ông rồi, ông 500 máu lận. Vậy là hình như đây là boss á. Mình gặp ui. Ông còn triệu hồi ra những cái bóng nữa. Ui, ông có hiệu ứng nữa kìa. Ông đánh đau quá đâu. No 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 no. Chưa 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 đi lên ăn một cái. Ui, thuyền trưởng mạnh lắm, thuyền trưởng mạnh lắm. Không đùa với thuyền trưởng được. Rồi. Không biết mình dùng cung mình bắn được không ta. Ui da. Ui, thuyền trưởng biết tàng hình luôn. Wow, mình tiêu diệt được nửa ống máu nè. Cố lên, ái da. Ăn 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 vô một cái, ăn vô một cái. Rồi. Ui, phân thân hả? Phân thân nè. Và thuyền trưởng ấy thì có cái giống như là cái khi đâu mất tiêu rồi. Nãy mình thấy cái áo tròn nè nè nè, có áo tròn hình cướp biển đẹp ghê luôn. Wow, phải có được cái áo tròn đó chắc đẹp nha. Ước gì quánh nó xong ấy là nó sẽ rơi ra cái áo tròn đó cho mình. Và thuyền trưởng thì sẽ cho mình một cái cây ninja đen dơ. Cái kiếm đã ghê luôn á. Kiếm nhỏ xíu à. Ui, cái tên này có cái kiên. Có kiên hả? Ok, kiếm này để dành về nhà mình chơi đi. Còn giờ thì tiêu diệt. Ui, biết lỗi luôn. Ui, xin xin xin. Ui, rồi, mấy tên này có thuốc độc nữa. Ui, mấy tên này chơi chơi bỏ độc mình. Nguy hiểm quá. Rồi, giờ mình sẽ cất bớt đồ vô và có diamond blended scale boost gì nè. Ui, mình đòn kéo lên rồi. Chết 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 chết. Ui đông mày. Ui, còn dùng súng nữa hả? Đúng là cướp biển có khác, có chơi súng luôn. Kìa kìa, một tay cầm kiếm, tay cầm súng kìa. Không biết có rơi súng ra không ta, để mình dùng súng mình bắn thử. Ui, lại bỏ độc nữa chứ. Nhưng mà mình để ý là mấy anh mà mặc giáp kim cương ấy thì đánh sẽ rơi ra kim cương á. Nè, được kim cương nè. Còn đây có đồ gì không? Có cái khối vàng là tốt nè. Ui, boomerang. Wow, có boomerang luôn. Cái này thì mình có rồi nên không cần lấy nữa. Mình sẽ vứt bớt thuốc súng, cửa, xô, ván gỗ. Đây đây đây, em rồi sát. Úi da. Quýnh lén mình là chơi bỏ độc là không thích rồi nha. Chơi chơi mà bỏ độc hả? Hình như mình né cái khiên á là mình có thể quánh gây sát thương được. Đây, đập xuống đất nè, đập xuống đất, đập xuống đất là mình sẽ được những cái Emerald Pie nè. Từ này thì mình sẽ đổi ra những cái viên Emerald ấy. Rồi giờ mình sẽ cất bớt cây cung bình thường vào. Đôi giày thì chắc mình sẽ cho vô đây đi. Đó, cho đôi giày vào, cho boomerang. Áo giáp kim cương mình không cần, vứt luôn. Rồi đồ ăn cũng vứt vô đây nữa. Đánh mấy anh này á, ra quá trời đồ tốt luôn á. Rồi đi tiếp đi tiếp. Bên này là có cái Iron Clay gì nè. Cái này chắc mình không nhặt đâu. Mình có cái cây kia VIP hơn rồi. Ô, có gậy bắn tim nè. Dạ 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 lấy gậy bắn tim về. Rồi cất gậy bắn tim vào trong rương luôn. Cắt khối vàng. Đó. Rồi đi xuống dưới tiếp nha. Ở dưới đây còn nữa. Còn đông lắm. Ui. Ui đứng kế bên mà bắn cung một nữa. Thiệt tình với cái anh này á. Rồi đi xuống dưới. Wow. Cầm gậy bắn tim hả? Cầm gậy bắn tim. Cầm gậy bắn tim nè. Cầm gậy. Ui mấy anh này xuất hiện một cái là mất luôn cái spawner. Khá là hay. Và mình lại bị dính độc nữa rồi. Mấy này quấn gây hiệu ứng bùng nôn 2-3 giây không à. Khó chịu ghê luôn á. Cầm súng nè. Quýnh quýnh anh lọt sông luôn. Ủa lọt biển luôn. Này này thì cầm súng hả? Cầm súng. Rồi nữa nữa nữa. Hình như mấy anh giáp vàng á là vừa quánh xong là bỏ thuốc mình á. Ui anh kia cầm súng bự vậy. Ui đúng là cướp biển thứ dữ. Ripper nổ đi. Mình định cho Ripper nổ ngỡ mấy anh này ấy. Rồi lẹ 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 lẹ. Cái này chắc sắp tới phải mang theo sữa. Không biết trong đây có xô sữa bên cũ không nữa. Mình mang theo mình uống chứ bị quay mòng mòng gì quánh sao đợi mấy anh này được. Rồi. Wow, đây là cái khoang tàu nè. Nơi mà mấy ảnh bắn mấy cái cục TNT ấy. Ồ, để một xíu mình test thử nhá. Quá trời TNT cho mình test nè. Ồ, mà cái súng hình như bắn không có mạnh, có 3 đam mà. Ôi da. Ui bắn hả, nhưng mà cái tiếng súng nghe hơi bị giòn á. Rồi, tiêu diệt nè.
Ủa đây nhiều tinh ti vậy. À mình hiểu cơ chế rồi, nó sẽ dồn tất cả cái quả này á vào một góc nè, rồi bắn quả này đi ra xa. Ồ, thì ra cơ chế để bắn quả tinh ti trên con tàu này là vậy à. Rồi mà mấy anh này cứ bắn gây hiệu ứng chóng mặt hoài ta. Đừng gây chóng mặt nữa mà. Ui mấy anh còn nhốt nhện nữa cơ. Ở dưới này thì không có đồ. Khoang tàu thì không có đồ nha. Mình có nên giải thoát cho mấy nhện không? Thôi mình nghĩ không đâu, cho nó ăn trọng luôn. Và đây, à đây có nữa hả? Đứng ở đây đi. À anh cầm cái chai thuốc kìa. Biết rồi, mình phải tiêu diệt mấy ảnh trước khi mà mấy ảnh quăng thuốc mình. Ui, lấy cung ra bắn. Ui có boss rồi kìa. Có boss rồi, có boss rồi. Con kia nó có hiệu ứng ấy. Ồ mấy con đó thường thường nó sẽ rơi ra rất là nhiều đồ tốt cho mình luôn. Mình sẽ gán tiêu diệt nó nha. Nó chỉ có 20 máu thôi. Mà bắn cả buổi. Nó rơi ra một cái cây giống như là lưỡi hái tử thần vậy đó. Rồi đánh cho nó lùi ra một xíu. Dùng cung tiêu diệt tiếp. Đó, để có cung xịn, không xài thì phí lắm. Đó. Ui da. Ui mình bắn vô mấy cái quả bóng linh hồn á thì nó sẽ phản đam lên mình. Ui. Ăn 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 vô, ăn vô một cái. Ui gặp tàu cướp biển này mạnh quá. Rồi tiêu diệt nè, cầm súng mà bắn hụt. Ủa mấy này hình như có khả năng chống lại mũi tên hay sao á. Wow, và rơi ra rất là nhiều đồ kìa. Và kinh nghiệm rất là nhiều luôn, mình sẽ nhặt hết nha. Đó, cấp 70 rồi. Wow, nó đang hút vô kìa. Rồi mình để mình coi coi cái này nó có. Diamond Cider. Wow. Rồi nhặt kim cương nữa. Không, bỏ kim cương thì phí lắm. Bước này ra đi. Nè, nó mình sẽ nén lại thành những cái viên này nè. Từ những viên này thì mình có thể chế tạo được cái viên Emerald luôn á. Rồi vứt bớt ra. Đi xuống dưới coi. Ồ, đây là khoang tàu để chứa những cái quả TNT đem lên trên bắn ấy. Ồ, thì ra đây là cả một hệ thống luôn. Mấy anh này mấy anh này đang tìm cách đi vào lại con tàu các bạn ơi. Ui da. Ồ, chơi lại chơi thả thuốc độc nữa rồi. Mấy này chơi kỳ luôn á. Thả thuốc độc nè, chơi mà thả thuốc độc hả? Rồi đi lên trên lại thôi. Giờ mất công đi đường kia quá, mình sẽ bay lên đi cho nó nhanh. Bay lên nè, rồi lên trên lại. Và ui ở đây có cái phòng mà cho mấy thủy thủ đoàn ngủ nè. Wow hay vậy. Ui da, quýnh cho lọt sông nhé. Ủa lọt biển nhá. Đây quýnh 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 nè, quýnh nè. Chắc mình sẽ dùng cung thì tiêu diệt dễ hơn á, chỉ cần hai mũi thôi là giết được một anh rồi. Còn kiếm chém hai ba hiếp mới ngỡm là tại vì mấy ảnh full giáp mà. Đó, giáp kim cương hả? Giáp kim cương, giáp vàng, giáp sắt. Giáp kim cương mình còn sợ thôi chứ chứ giáp sắt là mình quánh hết. Rồi, ổn rồi. À đây còn một vài anh nữa nè. Vậy là cái tàu này nó chỉ được cái là đông thủy thủ đoàn thôi chứ không không có nhiều boss ấy, chỉ có đúng một cái anh thuyền trưởng mà mình quánh lúc đầu luôn rồi. Đó, và mấy anh này thì còn rơi ra kim cương và rất là nhiều mấy cái essence cho mình nữa. Giờ chắc không cần nhiều essence như vậy đâu. Kiểm tra lại coi coi có bỏ sót gì không. À, còn kinh nghiệm nè, lấy luôn nó. Rồi sau đó mình sẽ nhét hết vào cái bàn enchant mình nha. Rồi kiểm tra. Ô đuốc thì không cần đâu, cắt bớt vô đi. Wow một cái diamond diamond blade nữa nè. Wow, một cái quần kim cương cắt vô, cắt mấy cái essence nữa nó quá trời essence luôn. Và có cái cây cái thương này chắc mình không lấy đâu, vào có mũi tên lửa nữa nè. Wow xịn xịn. Đồ ăn da bò. Da bò không còn. Thịt. Wow, dự trữ lương thực à. Rồi, được một cái quần không? Ủa cái ủng chứ. Ủa cái ủng chắc mình không cần đâu. Rồi, giờ để coi coi còn chỗ nào chưa khám phá không. Chỉ có vậy thôi hả? Hình như như đây là hết rồi. Tính ra cái tàu này nó cũng khá là bé ấy. Ở đây còn đường lên nè. Cái đường này lên để cho mấy cái anh thủy thủ đoàn nào mà cầm cái ống nhòm ấy lên trển là nhòm á. Đây đây, để mình bay lên trển thử coi. Coi cái view nó có rộng không? Họ đáp đô. Wow, nhìn được bao quát ghê luôn á. Thích ghê. Phải chi mình có một con thuyền gần gần nhà mình mà. Cái này nó khá là xa, phải nó nằm tầm cúp này, chắc mình sẽ sử dụng cái này làm căn cứ mới cũng được á. Mình khá là thích ở trên biển mà này xa quá. Thành ra thôi. Cái giày này thì nó không có kháng sát thương khi rơi. Ok, giờ tới chuyên mục là test đại bác nha. Đây mình sẽ bắn một lần. Một hai, không biết bấm kịp nữa, mình sẽ cố gắng bắn hết luôn nha. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè. Rồi đi lên coi thôi.
Wow, thì ra là vậy. À, nếu mình muốn bắn thêm ấy thì mình sẽ vào cái phòng mà chứa TNT đâu ta? À, hình như phòng ở trên đây nè, chứa TNT á, rồi mình nhét vô đây thôi. Rồi bắn thêm một lần nữa. Đi lên coi, lên coi, lên coi, lẹ 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 lẹ. Ui, con không kịp rồi. Làm lại nè, chạy giết giết ra nhá. Cái này mình bắn hết rồi. Đây 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 đây. Rồi, coi 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 thôi. Boom. Boom. Wow, đúng là cái thuyền cướp biển có khác quá trời thuốc. Cái này là gọi là đại bác á các bạn. Rồi, vậy là xong cái thuyền hải tặc rồi. Để mình đi lên quanh đây coi coi còn cái thuyền hải tặc nào không nhá. Rồi mình sẽ khám phá nốt luôn nha các bạn. Đi được một lúc thì mình phát hiện ở đây có một cái tòa thành Nether nhìn rất là hoành tráng cũng như là một ngôi làng cạnh bên. Giờ mình sẽ vào đánh cái tòa thành Nether này trước nhá, để coi coi trong đây có đồ gì ngon không. Thường thường mấy cái tòa thành đặc biệt vậy sẽ có đồ xịn á. Rồi giờ mình sẽ đi vào bên trong. Ở dưới nó còn có những cái cát linh hồn nữa, rất là khó khi di chuyển luôn, sẽ gây hiệu ứng làm chậm ấy. Mới vào chưa thấy đồ xịn nha, hy vọng là ở trên sẽ có đồ xịn. Rồi. Ui mấy mấy anh mấy anh heo. Ui giật mình. Skeleton nè, rồi đập spawner ra. Giờ ban đêm mới thành ra hơi nguy hiểm. Tầng 2 cũng chưa có đồ xịn. Rồi lên tiếp tầng 3 thôi. Cái này không cho nhảy lên nữa. Ui ui. Ui quá trời luôn. Nhỏ nè. Giờ là hết ăn hiếp mình được rồi. Đánh mấy tòa thành này là một xíu thôi. Stone shield. Thôi cái khiên bằng đá chắc không cần đâu. Rồi đi tiếp đi tiếp. Nhảy lên. Và tầng này, ui nhện hả? Nhện bây giờ bị các linh hồn làm chậm rồi, rất là phế luôn á. Một quyển sách được phù phép, chưa biết công dụng là gì luôn. Rồi đi lên tiếp tầng kế nào. Hy vọng ở trên cùng á. À, hay là giờ mình lên thẳng tầng trên cùng luôn ta. Đồ nó bắt đầu xịn từ từ lên, đồ nó xịn từ từ lên. Dây 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 dây. Rồi tiêu diệt cái này. Mấy con, ui da. Ui vậy mà cũng cắn được nó kìa. Đồ nó đang xịn từ từ lên ấy. Rồi tiêu tiêu diệt mấy lọt ở dưới nữa chứ. Rồi đi lên trên coi cái này được. Hai ba con hả, đập ra. Ui đông vậy, ở trên nó rớt xuống nữa. Kiểu như phía trên nó bị lủng nhiều quá ấy, thành ra nó bị rơi xuống. Đồ nó đang xịn từ từ lên nè. Rồi nhặt 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 nhặt, nhìn trong bóng tối không cần vứt. Lượm lượm poison green này một xíu về mình sử dụng thử nhá. Rồi giờ lượm kinh nghiệm trước, sau đó đi lên trên. Hình như gần tới phòng của con boss rồi. Tới chưa? Ui nhện. Con nhện có hiệu ứng. Rồi đập spawner ra lẹ mới được. Không thôi nó spawn ra nữa. Đập ra đập ra. Nó quá trời kim cương nè. Và có những cái hiệu, cái bình poison này mình chưa biết công dụng nữa. Một xíu về nhà dùng luôn một hệ nhá. Rồi nhện hả. Skeleton nè. Skeleton hả. Đập ra đập ra. Ui boss xuất hiện, boss xuất hiện rồi, mất đồ rồi. Thiệt tình đó, con boss này làm mình mất đồ nè. Ôi nó làm mình mất đồ rồi. Ui quá trời đồ nè. Ôi kính kính chiêu, kính chiêu. Ui ôi mình mất cái kính chiêu rồi, mình còn không nhặt được đồ vào người nữa. Ui cái con boss này giận nó ghê á. Mình muốn kiểm tra thiệt tình con boss này. Boss hả? Boss làm mất cái kính chiếu yêu của mình nữa. Không ra là mất hết hai cái kính chiếu yêu rồi đó. Giỏi ghê luôn. Rồi bay lên trên lại coi. Úi da, gì con té nữa, đơn mà. Tôi muốn nhặt đồ. Úi da, còn rớt nữa. Đừng 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 đừng, mình ở đây mình hứng thôi. Đó, nó rớt xuống rồi nè. Vứt ra lẹ, vứt ra lẹ. Còn đồ gì không? Ui, trắng tay rồi. Rồi luôn, nãy mới thấy cái kính chiếu yêu. Mấy cái con boss này. Thì tình đáng ra mình phải gặp nó thì nó mới kiểu như là kích hoạt con boss lên mà. Ui, mất hết cái kính chiếu yêu nữa. Mình muốn test thử cái kính chiếu yêu đó làm gì ấy. Tiếc ghê. Và ở đây có quá trời quái xung quanh nè. Thôi kệ đi, giờ thì mình sẽ qua ngôi làng thăm một xíu rồi chúng ta sẽ quay về nhà nhá. Wow, ngôi làng ở rừng luôn. Bình thường hình như Vanilla thì không có gặp được mấy ngôi làng trong rừng đâu ấy. Kiểm tra coi trong ngôi làng này có gì không nhá. Vô làng.
Ui, anh dân làng làm giật mình. Và đây lại là những món đồ trong Most Tinker ấy. Tầm này đồ này chắc mình sẽ quay về nhà rồi chúng ta sẽ test thử những cái bình potion này nhá. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình quay về nhà nhá. Mình đã về nhà dọn dẹp đồ cũng như là sửa lại đồ rồi. Và bây giờ mình sẽ ra ngoài test những cái lọ potion này cũng như là những vũ khí mà mình nhặt được trong khoảng thời gian vừa qua nhá. Đầu tiên là vai Rene á. Ủa cái này giống lựu đạn mày. Mình sợ cái này lựu đạn quá, xa xa nhà mình xíu đi. Đó, lại cúp này nè, test thử. Ồ đúng rồi, cái này kiểu như là quả bom bom lửa vậy á. Ờ thì ra là vậy. Tội nghiệp cái này không. Rồi cái này là poison grenade, thuốc độc à. Đúng không? Ủa sao mình không có bị dính hiệu ứng ta? Mà bé heo bị nè. Ồ, thành thịt heo chín luôn. Rồi kế tiếp là cái boomerang đi, mình đang tò mò không biết cái boomerang dùng sao nữa. Ủa? Ui 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 chọc giận ui. Ui để cho thử coi bé bé. À đại điệu quánh mình kìa. Wow liều liều. Dám quánh mình. Giật lại giật lại giật lại. Chuẩn bị nè chuẩn bị nè. Đó. Ui. Ui ra da là điệu à. Talon. Talon không biết làm gì nữa. Hình như là không có công thức thì phải. Ôi nhưng mà cái boomerang này xịn lắm. Rồi rồi test với con nhím đi. Nhím nè. Wow cái này dùng để tấn công vui nha. Ồ có đồ chơi mới rồi. Ồ vui ghê á. Cái này đi treo mấy con mớp trong đây chắc vui lắm. Rồi mình sẽ qua đây treo bé lợn nè. À quên, bé lợn này đâu có quánh mình đâu. Để con mấy hit là ngõm nha. Ồ một hit chỉ có được 6 máu thôi. Ồ còn phá hủy được được cái bông hoa luôn. Test thử với cái cây coi. Ồ nhưng mà không có phá được cây. Wow cái này thấy gì chứ khó nhắm lắm. Ui ui. Nó còn tưng qua hướng khác nữa. Nó sẽ tưng qua bên trái nè. Hút lại. Rồi test lại. Rồi cái tiếp là cái cây cây kiếm này hôm bữa mình nhặt được trong cái kim tự tháp này. Rồi nó chung với set đồ luôn ấy. Để mình test thử. Hứa. Bên lợn này yếu quá, không có test máu được. Trừ 11 máu á, vậy là cây kiếm này quýnh một lần gây ui, trừ 16 máu này. Ồ, vậy là sát thương nó sẽ ngẫu nhiên ấy. Có lúc trừ mười mấy, có lúc chỉ trừ 11 thôi. Ui, Hexico nè. Sẵn tiền lụm thêm Hexico luôn. Cây kiếm này cũng khá mạnh. Rồi rồi rồi, ổn. Cái tiếp là kiếm của thuyền trưởng nè. Kiếm này mình nhặt trên con tàu cướp biển. Cái lợn này gần ngõm nè, không biết ai quánh hôm bữa ta. Hay là té ngõm nữa. Cái này thì trừ 7 thôi. Ồ trừ 8. À không, cái này là nó mất đi 8 máu và trừ thêm mười mấy máu nữa ấy. Wow, tính ra mấy cái này nó không phải dạng yếu đâu. Rất là mạnh á, đàn khác. Wow, vậy là mình còn nhặt được kiếm xịn thôi. Hấp dẫn, hấp dẫn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ đi tới những cái cánh cổng hôm bữa đâu ta. Hôm bữa mình gặp một vài cái cánh cổng mà nó dẫn tới thế giới khác ấy. Giờ làm liều luôn. Chưa, vứt những thứ không cần thiết trước. Rồi, sau đó thì mình sẽ đi qua cái cánh cổng nó ở gần cái chỗ mình spawn nè. Đâu ta? Đây, ngay đây nè. Đó, về đây một cái. Đây, cánh cổng đây. Không biết vô trọng xong rồi còn cơ hội đi về không nữa. Nhưng mà thôi, giờ làm liều thôi chứ sao giờ, mặc đồ của Thiếp Hút mà sợ gì đúng không? Rồi, 1 2 và 3 ten. Ui cái gì ghê vậy? Ô cái này có block, cái này có block. Ôi, làm giật hết cả mình à. Rồi giờ mình coi coi mình có đuốc không, không chỗ đây mà không có đuốc để làm dấu ấy là bó tay luôn, không biết được mò về á. Rồi, cầm đuốc lên. Đâu có dễ để kia là đánh lừa mình. Đó, và đi cẩn thận. Lỡ đâu đây mà nó mất block ấy là mình té xuống vực thẳm á. Ồ đây có cái lỗ gì nữa nè. Ui à. Ồ nó lại có một căn hầm khác nữa. Ồ cái này nó hắc não hay luôn. Siêu hắc não luôn. Wow một vài quyển sách. Vô đây hơi bị rung nha. Đồ ăn. Ui có bánh mì nè, lượm về đi. Có sắt lấy về luôn. Rồi bánh mì hiệu quả và để nhạc bánh mì. Rồi ok.
Hình như hết đường rồi. Nè, ở đây nó chặn block và cái khối này khối gì không biết nữa. Để mình đào thử coi. Khối này mình không biết tên gì luôn, tại vì mình đập nó không có rơi ra ấy. Ui da. Ui. À đây đây, đường về, đường về đây. Sợ quá, sợ quá. Ui gì giờ đi đâu giờ? Này không biết có dẫn tới đường nào không nữa. Ở đây hết đường rồi. Làm liều luôn, chạy liều thôi sao giờ. Còn nó có lọt xuống cái hố nào không? Ở đây nó tối mịt nè. Đây chỉ là một căn phòng tối thôi. Wow, cái này đánh lừa thị giác của mình lắm luôn á. Mình chạy đúng một vòng rồi nè. Rồi, mình nghĩ chỉ có con đường này là dẫn tới những căn phòng khác thôi á. Nhưng mà xuống căn phòng này thì mình chỉ thấy có mỗi cái mấy cái rương thôi à. Là cái này nó không có trôi mình. Để mình tìm những cái cánh cổng khác đi. May quá, may quá. Cánh cổng đầu tiên may mắn. Rồi, trở lại. Yay. Mà nó mất hết khối bên đây rồi. Hứa. Mất hết bên rồi. Thôi kệ. Rồi, hình như hôm bữa mình còn thấy một cái đâu ở bên gần gần khu vực băng này nè. Để mình kiểm tra kỹ lại coi. Hình như nó đâu ở trên đây đúng không ta? Nếu mình nhớ không lầm nó tầm này nè. Rồi. Đây đây đây, đúng luôn, đúng luôn. Đó, rồi, giờ mình sẽ xuống đây nhá. Hơi 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 hợp. Rồi, đi thôi, hy vọng là sẽ may mắn. Wow. Quá trời gương luôn. Rồi. Ôi ôi ôi. Ui. Ui, vô đây nó có nhạc gì á. Rồi luôn. Mất hết luôn. Ở dưới đây là cái gì đây? Ui. Ui. Ui, cái đây là hố đen. Ui ui. Ui, ghê quá, ghê quá. Ui. Chưa hết mất đồ rồi. Kệ, làm dấu đây một cái. Rồi bay qua cánh cổng kia nha. Ui ui. À đây có đường, đây có đường đi. Ui trong đây nó còn có nhạc nữa, sợ ghê luôn á. Ui đừng có làm như vậy mà. Ui. Mình vô đây mình không sợ mà mình nghe nhạc. Nhạc nền nó sợ ghê luôn. Thôi 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 thôi, đi tiếp đi tiếp. Ở đây còn đường không? À đây còn đường đi lên trên nè. Ui da, không biết phía trên này có gì không nữa. Hứa. Phía trên này thì lại dẫn tới hai cánh cổng. Không, lúc đầu mình đi cánh cổng bằng gỗ thì nó may mắn, thành ra giờ mình sẽ đi tiếp cánh cổng gỗ nha. Hứ. À, cánh cổng gỗ là để mình trở lại. Ok ok ok, được được được. Sẽ bay trở lại cánh cổng bằng bằng ui cái này bằng sắt mà sao mở ra được dễ vậy? Rồi. Ui cẩn thận coi có tấm áp lực không nha. Để không thôi như hồi nãy nữa. Rồi xong vô đây thì bắt đầu lại lên nhạc nữa. Ui cái gì á? Ui cái gì á? Thôi 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 thôi, đừng mà. Đừng làm vậy mà. Không, mình cấm gì là mình đủ hiểu rồi. Thôi mà mấy anh ơi. Ôi tự nhiên đây có cái bóng đen nè. Mình đào ra thử coi. Ui cái gì? Rồi, mình bị bắt cóc rồi. Trả tiền về đi. Rồi di chuyển tới đâu nữa vậy? No, mình bị bắt cóc qua thế giới khác rồi. Ở đây ánh sáng không có thể nào mà áp dụng được luôn á, tối đen luôn. Ui nó còn le lưỡi nó treo mình nữa kìa. Thôi xong rồi. Đây là đâu vậy? Lần đầu mình biết cái vùng đất này luôn á. Thôi xong rồi, không biết chờ sao về nữa. Thôi, tôi không muốn ở đây đâu, đây cắm đuốc cũng như không à. Mình có thuốc nhìn trong bóng tối rồi mà nó cũng tối mịt luôn. Thế giới này không có ánh sáng luôn ấy.
No, cho tôi cánh cổng tôi về đi. À, mình có cách rồi. Trả tôi về. Ui, mình bắn không gây đam được. Tôi muốn đi về. Thôi xong. Thế là xong. Có con gì đây? À không, có con đó nữa. Hứ? Mình chạm vào nó là nó sẽ dịch chuyển mình tới một cái thế giới khác. Thế giới toàn là bóng tối thôi. Ôi. À vậy có cái nước gì nè. Về rồi. Cái này là cái gì đây? Unravel Fabric. Ui cái cục khó đọc quá. Mà thôi. Cuối cùng cũng được về rồi. Thôi 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 thôi. Đây là lần đầu cũng như là lần cuối đi xuống dưới nha. Thôi sợ lắm rồi. Ui, ở dưới tôi thui à, mà không có thấy gì hết trơn á. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã khám phá xong cái tàu cướp biển và nhận được một cái boomerang này rất là thú vị. Và cũng như là cây kiếm của thuyền trưởng ấy. Ngoài ra mình cũng đi vào cái cánh cổng ở gần cái khu Bắc Cực kia, và nó dẫn mình tới một thế giới chỉ có bóng tối bao trùm thôi, rất là đáng sợ luôn. Chắc mình không dám xuống thế giới đó lần thứ hai đâu. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy thích series này thì đừng quên để lại cho mình một like để mình có thêm động lực làm tiếp những tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì bye bye.